Sau hơn 11 năm được sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách hàng gần xa trên toàn nước Mỹ, Teddy Spa South America đã không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm với sự phong cách phục vụ khách hàng đạt đến mức chuyên nghiệp và hoàn mỹ. Warehouse rộng gần 20.000 square feet, Teddy Spa South America có thể mang lại nhiều sự lựa chọn thích hợp cho salon của quý vị. Với những mẫu ghế spa tuyệt đẹp, hệ thống ghế massage 18 chức năng, mồm và da ghế chống acetone, những kiểu furniture tân thời, đa dạng và đầy màu sắc. Đến với showroom lớn nhất California của Teddy Spa South America, đảm bảo quý khách sẽ được phục vụ tận tình, chu đáo và như ý với giá cả hấp dẫn và nhiều bất ngờ.